Hai, Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình á một cái cách để mình đánh vảy cá rất là dễ nha. Và mình vừa đánh vảy cá được mà vừa khử mùi luôn, một công hai chuyện luôn cô chú anh chị. Mình tiết kiệm được thời gian rất là nhiều nha. Còn làm cách nào thì Cảnh mời cô chú anh chị mình theo Cảnh nha, để mình Cảnh đánh vảy cá rất là đơn giản nha và khử mùi luôn một lần một luôn nha. Rồi bây giờ cá này thì Cảnh cho vô cái thao nha. Đây. Còn cô chú anh chị mình muốn đánh vảy cá dễ và khử mùi một lần một thì mua cho Cảnh một bịch bột mì nha. Bột mì tiệm quán nào cũng có bán này, rất là dễ kiếm nha. Đây thì mình cho vô đây. Làm cách này thì mình vừa đánh vảy cá rất là dễ và mình khử mùi luôn một lượt luôn nha. Còn hơn cô chú anh chị mình đánh vảy cá xong rồi mình phải đi khử mùi lại. Còn mình làm cái cách này vừa đánh vảy mà vừa khử mùi luôn. Rồi bây giờ cá nó đã hết vảy nè, bây giờ tới mình đánh vảy nha. Nè thì thường cá rất cô chú anh chị mình khử hết ba cái phần mà nhớt nó đi đúng không. Nè cô chú anh chị mình xem nè, đó thấy không, rất là dễ ra cái vảy, rất là dễ ra nha. Đó, ra rất là dễ luôn. Cái này mình vừa đánh vảy và mình vừa khử mùi một lần một luôn. Đó, tự nó chóc ra luôn nè, thấy không, chóc lóc ra hết luôn. Đó, mình làm cái cách này mình vừa đánh vảy mà vừa khử được mùi nữa, nó tiện lợi lắm cô chú anh chị. Mình rút ngắn được thời gian của mình nha. Đó, thì bây giờ mình đưa lên đây, nó mình xác lên, mình khử mùi luôn và mình đánh vảy. Nó thì cái này nó dễ lắm nè. Cô chú anh chị mình cứ lấy tay đẩy lên, đó, đẩy vậy là cá chấp hết vảy luôn, thấy không? Đó, thấy không? Chấp ra hết, thấy không? Rất là dễ luôn nha. Rồi xong mình xác lên đây, sẵn mình khử mùi luôn. Đó, một công hai chuyện luôn. Rất là đỡ tốt thời gian của mình lắm nha. Nó ra hết trơn luôn, thấy không, chấp luôn à, mình không cần lấy dao mình đánh vảy đâu, mà cá mình vẫn còn sống bình thường nha. Nó ra hết trơn, thấy không, rất là dễ luôn. Mình làm này xong là mình vô mình chế biến món ăn luôn của chúng chị, không cần phải khử mùi nữa nha, tại vì mình làm cách này mình vừa khử mùi luôn, hết một lần một luôn, vừa đánh vảy vừa khử mùi luôn. Cái này mình chỉ vô mình là lấy cây kéo nữa, mình cắt mấy cái kỳ nó hai bên kỳ này nữa là xong rồi. Đó. Vậy là cái của Cảnh nè, sạch hết rồi nè, không cần phải lấy dao mà mình để mình đánh vảy đâu. Thì nếu mà cô chú anh chị mình lấy dao đánh vảy á thì lúc đầu nhớt nó trơn lắm, khó đánh lắm, mà mình làm cách này á khô nhớt luôn, không còn một miếng nhớt nào hết, khử hết cái mùi luôn. Đó, xong cá nè. Đó, vậy là vô mình chỉ là cắt kỳ, cắt ra ngã 20 vòng vòng nữa là mình chế biến muốn ăn được rồi nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình á muốn làm cá nhanh gọn lẹ và khử mùi luôn một lần một thì hãy áp dụng theo cách của Cảnh nha. Rồi xong đây, đó, khử hết mùi tanh luôn và mình làm vậy rất là đơn giản luôn, không còn một miếng vảy nào ở lại luôn, và cái mùi tanh của cá nó cuốn theo ba cái bột mì của chú chị rất là dễ lên nha. Nè mùi tanh của cá sạch luôn. Nó bây giờ mình chỉ lấy phần cây kéo này nữa, mình cắt cái phần đuôi nữa với phần kỳ nữa là vô mình rửa lại là mình chế biến món ăn ra thôi nha cô chú chị. Mình làm cách này rất là nhanh gọn lẹ, vảy cá nó tự nó tóc ra hết rồi. Đó, thế là xong một con cá rất là đơn giản luôn và khử hết mùi, vừa khử mùi mà vừa là làm sạch luôn, sạch nha ba cái mùi tanh hôi luôn. Đó thì cô chú anh chị mình á
em chưa video của Cảnh có thấy hữu ích thì nhớ cho Cảnh xin một like và lượt đăng ký nha, để cho Cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn và làm nhiều mẹo hay hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thôi, Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.